thì có những cái cây như thế này, cây mít này. Đấy, những cái mít, cái ổi này. Đấy, mít. Khi mà sau này mít nó lớn lên thì nó chỉ khu vực này thì nó chỉ rất là mát nha mọi người. Đấy, còn bây giờ là hiện tại bây giờ bí đang leo này. Sau này mình sẽ cho lên cái vàng này. Đấy, thì nó chỉ rất là mát. Đấy, tạo không gian rất là chân chất đồng quê cho mọi người. Mọi người thấy không? Bí nó rất là tốt. Đấy, mọi người muốn này. Đấy, xung quanh thì mình trồng rau hết cho mọi người để mình có cái rau sạch để mình dùng, còn dư thì mình bán cho mọi người. Đấy, mọi người thấy khổ ba không? Đấy, mọi người thấy khổ ba không? Đấy, khổ ba. Bây giờ hiện tại bây giờ rất là trái. Đây mình quay thử một nhánh cho mọi người xem nè, người ta trái nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Đấy, đấy, ở dưới này mình trồng rau. Đấy, có cái giếng nữa mọi người. Đây là tri mình dùng chưa xong nha mọi người. Đây, khu vực này mình làm ẩm thực này. Đây là khu vực làm ẩm thực. Ok nha mọi người, thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Thì nếu mọi người cảm thấy hay thì nhớ nhấn like, click like, share và đăng ký kênh ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Đấy, thì bây giờ mình quay sơ lược lại mình là người thấy không? Ở khu này, ở góc này thì nhìn vô cái trời rất là đẹp nha mọi người. Đấy, mộc mạc đơn sơ. Đấy, mình thích cái kiểu như thế này nè. Thì nói chung là sống thành phố lâu ngày thì các bạn cũng ao ước có được cái nhà trời như thế này để cuối tuần rồi hay là có cái dịp nào đó thì anh em mình xúm xít lại với nhau làm những bữa tiệc liên hoan. Còn là gì bằng hả mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bye bye.